chào quý cô bác anh chị. Xin chào các bạn. Theo những số liệu thống kê gần đây cho thấy thì ở Việt Nam chúng ta có hơn 20% dân số bị bệnh mạch vành và các bệnh liên quan về tim mạch. Thông thường thì bệnh mạch vành và các bệnh về tim mạch nó sẽ xảy ra ở lứa tuổi trung niên. Nhưng mà hiện tại do chế độ ăn uống và điều kiện sinh hoạt, cho nên cái bệnh mạch vành và các cái bệnh tim mạch nó dần dần được trẻ hóa. Hiện bây giờ thì những người trên 30 tuổi thì có khả năng bị nhồi máu cơ tim. Điều này thì chắc là bà con mình biết. Vậy thì phương pháp Tây y cũng chưa có những cách đặc trị. Cho nên hôm nay Lâm mang đến cho bà con mình, các bạn mình một loại cây rất là tốt trong cái việc phòng và trị các cái bệnh về tim mạch, đặc biệt là trị cái bệnh mạch vành, trị bệnh suy tim, những người bị thiếu máu cơ tim, những người có khả năng xảy ra nhồi máu cơ tim, chúng ta gọi là đột quỵ. Thì những người này hôm nay nhất định là phải xem được cái video này để chúng ta biết cách sử dụng một loại cây rất là quen thuộc, một loại cây mà có thể là đã gắn liền với ông cha ta rất là lâu rồi. Loại cây này thì được lương y Lê Hữu Trác sử dụng cách đây hàng trăm năm rồi. Chúng ta dùng cái cây này để trị những cái bệnh mạch vành, đau thắt ở cái vùng ngực đó, tránh cái nguy cơ mà chúng ta bị nhồi máu cơ tim, chúng ta bị đột quỵ. Còn nếu như chúng ta không bị bệnh mạch vành thì chúng ta không sử dụng cây này, để chúng ta dùng làm nước uống hàng ngày, chúng ta phòng được các cái bệnh về tim mạch. Rồi, bây giờ thì Lâm xin mời bà con, quý cô bác anh chị và các bạn mình nè, chúng ta đi vào những cái bài thuốc quý để phòng và trị tim mạch từ cái cây dông riền đỏ như thế này ha. Cây này thì có một số vùng người ta gọi là cây củ chuối đó, hoặc là chuối củ, tùy theo. Hoặc là trong Đông y thì có một số tên khác, ví dụ như là cương du. Có một điều Lâm muốn thông tin đến cho bà con mình, các bạn mình. Trong Đông y thì chỉ có duy nhất cái cây dông riền đỏ như thế này, hay là cái cây cương du, nó có được tất cả các tác dụng trị bệnh tim mạch tốt nhất. Thứ nhất thì nó giúp cho chúng ta chữa được cái bệnh suy tim, các cái bệnh mạch vành, rồi nó hạ huyết áp, rồi nó điều hòa nhịp tim đó. Nó giúp cho chúng ta an thần. Thì cái cây dông riền đỏ này, cây này thì bà con mình sẽ dùng cái phần củ để làm ra một cái món ăn rất là nổi tiếng của Việt Nam mình, đó là cái món miến đó, cái món miến, miếng gà, miếng vịt rất là ngon, đúng không? Nhưng mà trong Đông y thì cây này trị bệnh tim mạch và phòng bệnh tim mạch thì rất là tốt. Cái bộ phận dùng của cái cây dông riền đỏ này á, thì bà con nhớ chú ý nha, chúng ta có cũng nhiều loại, nhưng mà cái loại lá tím như thế này và nó có hoa như thế này thì cây này mới được sử dụng làm bài thuốc. Cây này thì chúng ta sử dụng toàn thân luôn. Những cái trái nó già, những cái trái lấy cái hạt của nó bên trong thì chúng ta trị được cái bệnh viêm tay giữa chảy mũ đó. Còn những cái thân và cái lá như thế này á, thì chúng ta sẽ phòng các cái bệnh về tim mạch. Còn riêng về cái phần củ của cái cây dông riền đỏ này thì chúng ta sẽ bào chế ra bài thuốc chúng ta trị cái bệnh tim mạch. Những người mà bị bệnh mạch vành, đau thắt vùng ngực đó, suy tim, thì dùng cái bài thuốc từ củ của cái cây dông riền đỏ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt đến với các cái bài thuốc mà cây dông riền đỏ này nó mang lại một cái giá trị. Thứ nhất là về phòng bệnh và trị bệnh cho bà con mình. Thứ nhất thì chúng ta sẽ đến với cái bài thuốc trị các bệnh về tim mạch, những người bị suy tim, thiếu máu cơ tim, những người bị bệnh mạch vành, có khả năng đột quỵ, có khả năng nhồi máu cơ tim. Thì bà con dùng cho Lâm cái phần củ của cây dông riền đỏ này. Chúng ta sử dụng là 100g tươi đó. Sau khi thu hoạch cái phần củ của cây dông riền đỏ này, bà con mình cạo cái phần vỏ bên ngoài bỏ đi, rửa sạch sẽ, chúng ta thái nhỏ ra. Rồi chúng ta sẽ kết hợp với nửa trái tim heo, nửa trái tim lợn đó bà con. Tim heo, tim lợn thì bà con cũng sơ chế sạch sẽ ha, chúng ta cũng sắc nhỏ ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một cái nồi, chúng ta sẽ hầm. Thì ở đây bà con sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn nha. Chúng ta sẽ hầm, hầm đến khi nào mà củ của cây dông riền đỏ này và tim lợn, tim heo
nó rụt thì chúng ta sẽ ăn cả nước lẫn cái. Cái biện pháp này á, nếu như những người nào nặng thì có thể dùng mỗi một tuần khoảng là 4 lần. Còn nếu như bình thường những người nào mà triệu chứng chưa nặng lắm về các cái bệnh tim mạch, về các cái biểu hiện đau thắt ở vùng ngực thì bà con có thể dùng cho Lâm là 3 lần trên một tuần. Bài thuốc này đã cứu rất là nhiều người khỏi cái bệnh mạch vành và cứu rất là nhiều người không phải bị nhồi máu cơ tim, không phải đột quỵ. Đây là một cái bài thuốc rất rẻ tiền nhưng mà trị cái bệnh mạch vành, đau thắt ở vùng ngực và phòng nhồi máu cơ tim hữu hiệu nhất. Vậy thì nếu như bà con mình bị bệnh thì chúng ta dùng như thế. Còn nếu như không bệnh thì chúng ta sẽ dùng một cách khác để chúng ta phòng bệnh. Nếu nói về bệnh mạch vành hay là nhồi máu cơ tim thì thực sự trong bà con chúng ta không ai muốn chúng ta mắc cái bệnh này. Cho nên ở đây Lâm sẽ cung cấp cho bà con và các bạn mình một cái cách để chúng ta phòng cái bệnh tim mạch, cụ thể là phòng cái bệnh mạch vành, suy tim, thiếu máu cơ tim, để cho bà con mình không phải đột quỵ. Cái cách dùng thì bà con sẽ dùng những cái thân và cái lá của cái cây dông riềng đỏ này. Sau khi thu hoạch thì bà con rửa sạch sẽ đi. Bà con sẽ phơi khô. Bà con phơi khô ở trong bóng râm. Như thế thì chất lượng bài thuốc nó sẽ tốt nhất. Khi nó khô xong thì chúng ta sẽ bảo quản ở trong cái túi ni lông nha bà con. Bà con để ở chỗ mà nó tránh ẩm mốc và ánh nắng trực tiếp. Đó. Thì mỗi một ngày bà con dùng cho Lâm thân và lá luôn là 100g khô. Bà con tiến hành cho lên ấm. Chúng ta đun với 1 lít rưỡi nước. Bà con đun thật là kỹ cho Lâm. Khi nó sôi bà con đun tiếp từ 15 đến 20 phút. Thì sau đó bà con sẽ dùng cái phần nước này, bà con dùng trong một ngày luôn. Chúng ta không dùng phần cái, chúng ta chỉ dùng phần nước thôi, dùng nguyên một ngày. Ở đây là cách phòng các cái bệnh về tim mạch rất là hữu hiệu, nhưng mà Lâm nghĩ rất rẻ tiền. Cây này thì hiện tại bây giờ thì không phải nơi nào cũng có. Nhưng mà cái việc mà thu hoạch những cái phần thân và phần lá như thế này á, Lâm nghĩ bà con đi xin cũng được nữa. Không phải tốn tiền của bà con ha, không phải tốn tiền. Tại vì cái dông riềng đỏ này chủ yếu chúng ta sử dụng cái phần cũ của nó để chúng ta làm ra thực phẩm. Ví dụ như là chúng ta làm ra miến để chúng ta nấu gà, nấu vịt, đúng không? Miến gà, miến vịt thì rất nổi tiếng rồi. Đó. Còn riêng cái phần thân và cái phần lá của nó thì Lâm nghĩ nhiều bà con mình vứt đi. Vậy thì những người nào xem được cái video này sẽ tiến hành thu hoạch lại những cái thân và cái lá của cây dông riềng đỏ này, hay là cây chuối cũ này, cây khương du này, để chúng ta về chúng ta rửa sạch lại, chúng ta phơi khô. Rồi sau đó chúng ta sẽ bảo quản và dùng dần. Cái này rất rẻ tiền nhưng mà giúp bà con mình phòng bệnh tuyệt đối luôn ha. Không phải mắc cái bệnh mạch vành dẫn đến đột quỵ. Một thông tin nữa mà Lâm muốn mang đến cho quý cô bác anh chị và bà con mình á, là cây dông riềng đỏ này nó giúp cho bà con mình làm sạch mạch máu. Có nghĩa là trong mạch máu của chúng ta nó nhất định nó sẽ có các cái mảng bám ở trong đó. Cho nên nó mới gây được cái bệnh mạch vành. Cho nên khi chúng ta sử dụng cái cây dông riềng đỏ này vào cơ thể thì chúng ta sẽ làm sạch mạch máu. Ở phần lá, phần thân thì chúng ta phòng. Còn nếu như chúng ta dùng cái phần cũ thì là chúng ta sẽ trị bệnh. Đó. Còn riêng khi những cái trái này nó già, chúng ta lấy cái phần hạt bên trong thì bà con sẽ trị được cái bệnh viêm tay giữa chảy mũ. Khi mà chúng ta thu hoạch được cái phần hạt bên trong của cái trái này, nó đã già rồi á, thì chúng ta sẽ tách ra, chúng ta lấy cái phần hạt bên trong này, bà con đem đi sao khô hoặc là sấy khô đi. Nhưng mà dễ nhất á, thì bà con dùng cái phần hạt này, bà con cho lên một cái chảo, bà con sẽ bật lửa nhỏ nhỏ thôi, bà con đảo đều. Khi nó vàng, nó vừa vàng thì bà con sẽ tắt bếp. Chúng ta đem xuống, chúng ta tán thành bột thật là mịn luôn ha. Bà con nhớ cố gắng tán thành bột thật là mịn. Chúng ta cho vào một cái hũ thủy tinh nhỏ nhỏ thôi, chúng ta bảo quản ở trong đó. Thì mỗi một ngày á, bà con dùng cho Lâm á, cái muỗng cà phê thật là nhỏ đó, cái muỗng cà phê thật là nhỏ, bà con sẽ lấy nửa muỗng cà phê đó, chúng ta cho trực tiếp vào cái lỗ tai của chúng ta, cái tai của chúng ta bị viêm á, bị viêm tay giữa đó, chúng ta cho trực tiếp vào đó. Mỗi một ngày bà con có thể làm như thế này là 2 lần. Thì sau 1 giờ thì bà con có thể vệ sinh cái tai của chúng ta bằng nước ấm, hoặc là pha thêm tí muối cũng được, hoặc là các cái dung dịch sát khuẩn mà ở các cái cửa hàng thuốc tây người ta bán á, bà con mua về vệ sinh. Chúng ta dùng cái bột của cái hạt cây dông riềng đỏ này, chúng ta cho vào tai, khoảng nửa thìa cà phê nhỏ đó, bà con cho vào đó
1 giờ sau thì bà con có thể vệ sinh tay. Mỗi ngày bà con cố gắng làm cho Lâm 2 lần. Thì cái cách này sẽ giúp cho bà con mình trị được cái bệnh viêm tay giữa chảy mũ. Bây giờ thì Lâm xin phép bà con, quý các bác anh chị và các bạn mình, Lâm sẽ kết thúc video tại đây. Lâm mong rằng những bài chia sẻ của Lâm về các loại thảo dược, và đặc biệt thì các bài chia sẻ hôm nay, nó sẽ đến được rất nhiều người, những bà con mình đang phải vật lộn với các cái bệnh về tim mạch. Vậy thì nếu như bà con mình có rảnh chút thời gian thì cố gắng chia sẻ giùm Lâm cái video này. Lâm nghĩ rằng cái việc làm của bà con chia sẻ video rộng rãi ra cho những người khác cùng biết về tác dụng của cây dông riền đỏ này, đây là một điều cần thiết. Tại vì mình chung tay lại với nhau, chúng ta giúp cộng đồng mình, những người thật sự khó khăn về kinh tế, hoặc là những người thật sự khó khăn về những cái biểu hiện của các cái bệnh mạch vành, hoặc là những người đang phải đối diện có khả năng bị nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, biết được tác dụng của cây dông riền đỏ, có thể tìm kiếm, áp dụng và mang lại hiệu quả tốt nhất về sức khỏe. Rồi, nếu như bà con chia sẻ giúp Lâm cái video này, Lâm thật sự là cảm ơn. Lâm thay mặt cộng đồng mình cảm ơn bà con rất là nhiều, những người đã chia sẻ video giúp Lâm. Bây giờ thì Lâm xin cảm ơn quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình đã dành thời gian theo dõi video của Lâm. Trong thời gian tới thì Lâm sẽ tiếp tục cho ra những cái video mà trên đó có những thảo dược có tác dụng trị bệnh và phòng bệnh cho bà con rất tốt. Vậy thì nếu như bà con nào muốn nhận được những cái video của Lâm một cách nhanh nhất và một cách đầy đủ nhất, mà chưa kịp đăng ký kênh của Lâm thì có thể vui lòng đăng ký để giúp Lâm có thêm động lực tìm kiếm và chia sẻ đến cho bà con mình những cái video về những loại thảo dược giúp bà con mình trị bệnh, phòng bệnh. Rồi, bây giờ thì Lâm xin chào tạm biệt bà con, các bạn và quý cô bác anh chị. Lâm mong rằng sẽ gặp lại quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình trong các cái video tiếp theo nha. Rồi, còn bây giờ thì Lâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.